Thưa quý vị, những năm gần đây, số lượng đảng viên đi làm ăn xa nơi cư trú tại các địa phương trên cả nước, nhất là các địa bàn nông thôn có xu hướng tăng lên. Trước tình hình đó, nhiều địa phương đã có các giải pháp hiệu quả nhằm vừa bảo đảm thu nhập, ổn định đời sống, vừa giúp đảng viên thực hiện tốt trách nhiệm của mình khi đi làm ăn xa. Đây cũng là cách để cấp ủy các cấp hiện thực hóa mục tiêu nghị quyết số 21 Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Truyền hình Nhân dân tại Đảng bộ huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. Chào đồng chí. Báo cáo với đồng chí là hôm nay chi bộ sinh hoạt thường kỳ tháng 8. Tôi có một số các cái nội dung là cơ bản để truyền đạt tới toàn thể các đồng chí đảng viên. Lần nào cũng vậy, sau mỗi buổi họp là đại diện chi ủy chi bộ thôn Yên Nghiệp, xã Yên Đồng lại liên lạc trực tiếp để thông tin, truyền đạt các chủ trương, nghị quyết của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và nghị quyết của chi bộ tới các đảng viên đang đi làm ăn xa nhà. Đây cũng là cách mà cấp ủy các chi bộ thuộc đảng bộ xã Yên Đồng thường xuyên triển khai thực hiện nhằm quản lý đảng viên ở xa. Cấp ủy chi bộ là luôn đưa ra đề ra vấn đề là tức là chúng ta muốn quản lý tốt được cái số đảng viên đi làm ăn kinh tế xa thì chúng ta luôn luôn là tuyên truyền theo con đủ mọi hình thức, nhất là trên gọi là Zalo internet hay là Zalo nhóm, chúng ta tuyên truyền thường xuyên và gửi để tất cả các đồng chí đó nắm bắt được và có những cái đóng góp cho phong trào của địa phương. Chúng tôi vẫn thường xuyên đấy là bám sát những đồng chí đi làm ăn xa, cũng như là thường xuyên đấy là điện thoại và hỏi thăm các những đồng chí đi làm ăn kinh tế thì ở chỗ đó làm ăn có khó khăn hay là vất vả như thế nào ấy là thì chúng tôi cũng thường xuyên nắm bắt. Là địa phương có các làng nghề sản xuất nhưng Yên Đồng vẫn có một số lượng lớn lao động thường xuyên đi làm việc xa quê, trong đó có gần 100 đảng viên. Để tạo điều kiện cho các đảng viên vừa yên tâm làm việc ở nơi xa, vừa có thể nắm bắt được thông tin của địa phương cũng như những chỉ đạo của cấp ủy các cấp, chi ủy các chi bộ trong toàn đảng bộ đã lập sổ theo dõi, kết nối với đảng viên bằng điện thoại, Zalo, rồi thành lập nhóm Zalo của chi bộ và nhóm Zalo riêng quản lý đảng viên. Hàng năm, các đảng viên vẫn gửi đầy đủ báo cáo, kiểm điểm để đánh giá chất lượng đảng viên. Đảng ủy xác định là đi làm ăn xa để mà phát triển kinh tế và nâng cao thu nhập cho người dân. Thì đấy là một trong những nguyện vọng rất là chính đáng của đảng viên. Do đó nên là đảng ủy cũng quán triệt đến tất cả các chi bộ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để cho các đảng viên vừa đi làm ăn kinh tế, vừa sinh hoạt chi bộ ở địa phương. Đảng bộ huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc có 59 tổ chức cơ sở đảng. Hiện toàn đảng bộ có hơn 600 đảng viên đi làm ăn xa. Đây là một con số không nhỏ với một đảng bộ có 7.333 đảng viên như Yên Lạc. Huyện ủy Yên Lạc luôn nhận thức sâu sắc về cái công tác quản lý đảng viên. Quản lý được đảng viên thì ta mới nắm được cái đội ngũ đảng viên và mới nâng cao được cái vai trò, năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng. Chính vì thế và hàng năm tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên, yêu cầu các cái chi đảng bộ cơ sở, mà nhất là các cái đảng bộ cơ sở có nhiều đảng viên đi làm ăn xa, tăng cường công tác kiểm tra giám sát đối với công tác quản lý đảng viên và cũng có những khích lệ đảng viên đi làm ăn xa để phát triển kinh tế xã hội. Quản lý đảng viên là một khâu vô cùng quan trọng nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ, đổi mới nâng cao chất lượng quản lý đảng viên trong điều kiện tình hình mới ngày càng trở nên bức thiết, đòi hỏi cấp ủy các cấp phải đi sâu nghiên cứu, nắm chắc thực trạng đội ngũ đảng viên và công tác quản lý đảng viên của cấp ủy chi bộ tại mỗi địa phương.